xanh xanh bao la, mây trắng 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 xóa, tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng luống vàng. Đàn chim 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 non đang díu díu di thót, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đà. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát, thút nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tinh 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 tinh, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Chàng trai vui tô ca, con nữ cất tiếng hát, em bé nô như giữa luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui vơi khắp lúa mây, cho bóng người vừa nới muôn ngàn câu hò. Chàng trai say say say, con nữ ra ra ra, em bé lưa miệng cắn đôi hát lúa vàng. Đồng trăng nô lên cao, soi sáng khắp lúa xóm, ai nấy vui làm vơi muôn ngàn câu hò. Mưa rơi trước thềm, yêu nắng dài trên tà áo em bay. Hàng ngày cà phê trước thềm, bạn bè hàn huyên suốt ngày. Tôi yêu người Việt Nam này, cả chồng có hát ca sao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đơn đau. Tôi yêu người Việt Nam này. Mẹ ơi mãi mãi không quên, ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam. Tôi yêu da trắng Vũng Tàu, yêu mái chùa, yêu dòng nước trong xanh. Tôi yêu phiêu du khắp trời bên những người thân của tôi. Ruộng đồng màu xanh ngút, một bầy trẻ thơ nói cười. Tôi yêu người Việt Nam này, cả chồng có hát ca sao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên, ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam. Trong bình minh chân cô đơn áo phong sương hành trình từ Long An mộc qua Mỹ Tho xuôi về Gò Công tiền giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Thương em tôi áo đơn sơ bà ba trên lưng trâu nướng da nâu mặn mà. Trà Vinh sông quê tôi thắm trong tim đầm tình. Phù Sa ơi ngày ngất bước chân tôi về không nơi ở tung giang đầm quê đất ngọt ngào.
cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhộng nhặng trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, trên tung cánh xa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hoa cúc vàng trên sân anh, xinh như nó mỗi em ngày nào. Hoa nắng hồng trên quê anh, xinh như má tóc em ngày say. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên trong hồng vàng thơ quê ta. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên trên hồng xuân ta xanh. Bao nhiêu đêm, bao nhiêu hoa, bao nhiêu đêm thắp lên trong hồn. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làng xa. Yêu bạn bè như yêu ta, ôi thương quá trái tim Việt Nam. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với vòng chung kết cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Và một lần nữa hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng ấm cho các giọng hát bước ra từ tiếng hát truyền hình. Tú Anh, Đông Quân, Thu Trang, Hữu Thọ, Hoài Phương, Huỳnh Lợi và Trung Hậu. Và liên khúc Việt Nam mang âm hưởng dân ca vừa rồi đã vừa mở màn cho đêm chung kết hai cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Cuộc thi tìm kiếm những tài năng ca hát ở độ tuổi từ 16 đến 28 tuổi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Mây Quy tổ chức với sự tài trợ của nhãn hàng Chess, và chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên sóng HTV9. Kính thưa tất cả quý vị, và như chúng ta đã biết thì ở vòng chung kết, tất cả các thí sinh của chúng ta phải lần lượt trải qua 4 thể loại âm nhạc khác nhau, và các bạn sẽ tự lựa chọn, tự quyết định thể loại dòng nhạc nào ở đêm thi của mình, tạo nên sự bứt phá và hấp dẫn trong mỗi đêm thi để gây ấn tượng cho ban giám khảo và quý vị khán giả. Như ở đêm chung kết một vừa rồi thì 8 thí sinh của chúng ta đã chọn rất là nhiều thể loại âm nhạc và tạo nên cho một chương trình rất là nhiều màu sắc, để lại cũng khá là nhiều ấn tượng cho khán giả, đúng không Thanh Ngọc? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những hình ảnh của vòng chung kết vừa rồi nha quý vị. Tối thứ sáu tuần qua, 12 tháng 10 năm 2012, đêm chung kết đầu tiên đã diễn ra thành công tại nhà hát truyền hình HTV. Trong số 8 thí sinh, đã có đến 4 thí sinh lựa chọn dòng nhạc dân ca và mang âm hưởng dân gian. 3 thí sinh thể hiện mình với dòng nhạc truyền thống cách mạng, riêng chỉ với thí sinh Vũ Minh Trang lựa chọn ca khúc sở trường thể hiện theo phong cách mộc. Giọt mưa nhẹ rơi trên phim đàn, lời ca ngày xưa em đêm em hay. Ta đi trong gió, ta đi trong mưa, từng ngày từng tháng là từng bài ca, tiếng hát cùng ta vượt qua gian khổ. Anh nhỏ cái đuôi gà cao, em mèo cái xà yếm bao, quần lính áo the mới, tay em cầm chiếc lọt quái thao, chân em đi. Cùng đơn mộng
tạm thời sau đêm 1 như sau: 3 thí sinh thuộc nhóm tự tin, Lưu Hiền Trinh mã số 07, Đinh Ngọc Thiện mã số 02, Yalin Ajun mã số 04. 2 thí sinh thuộc nhóm cố gắng, Trần Tuấn Hòa mã số 06, Lê Quang Huy mã số 08. Và 3 thí sinh tạm thời đang xếp trong bảng nỗ lực, Cao Cổng Nghĩa mã số 01, Vũ Minh Trang mã số 05 và Điểu Bích Thủy mã số 03. Tuy vậy, đây chỉ mới là thứ tự tạm thời, đêm thứ hai hứa hẹn còn nhiều sự bứt phá. Phần dự thi của các thí sinh trong đêm đầu tiên thật là hấp dẫn phải không ạ? Và quý vị cũng có thể xem lại clip toàn bộ phần dự thi của các thí sinh qua trang web www.tienghattruyenhinhthanhphohochiminh.com quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón 8 thí sinh có mặt trong vòng chung kết Tiếng Hát Truyền Hình 2012. Đầu tiên xin chào đón thí sinh Cao Công Nghĩa, mã số 01, 22 tuổi, đến từ Gia Lai. Tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh Đinh Ngọc Thiện, mã số 02, 16 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Thí sinh Điểu Bích Thủy, mã số 03, 27 tuổi, đến từ Đồng Nai. Thí sinh Yalin Ajun, mã số 04, 22 tuổi, đến từ Đắk Lắk. Thí sinh Vũ Minh Trang, mã số 05, 24 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Trần Tuấn Hòa, mã số 06, 26 tuổi, đến từ Hà Nội. Thí sinh Lưu Hiền Trinh, mã số 07, 21 tuổi, đến từ Hải Phòng. Và thí sinh Lê Quang Huy, mã số 08, 22 tuổi, đến từ Hà Nội. Thưa quý vị, một lần nữa hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng ấm cho tất cả các thí sinh của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, Thanh Ngọc xin được công bố giải thí sinh được yêu thích nhất dựa trên tổng số tin nhắn mà quý vị đã bình chọn cho thí sinh trong đêm vừa qua. Với 932 phiếu, chiếm 36,19%. Thí sinh được yêu thích nhất trong đêm thi đầu tiên đã thuộc về. Mời quý vị cùng hướng lên màn hình. Ta đi trong gió, ta đi trong mưa, từng ngày từng tháng là từng bài ca, tiếng hát cùng ta vượt qua gian khổ. Ta băng qua suối, ta băng qua khe, từng đồi từng núi là từng bài thơ, thắm cười tràn sự mới. Trường sơn bao dông núi có chân in mòn lối, cửa trường sơn chiếu sáng cho tim ta. Và xin cảm ơn nhạc sĩ Phan Hồng Sơn ạ. Và quý vị thân mến, chúng ta hãy dành những tình cảm thật nồng ấm của mình để ủng hộ cho các thí sinh bằng cách đêm nay cũng nhắn tin thật nhiều cho các bạn ấy quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Hà Trâm. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng cảm ơn những vị khán giả đã góp sức tìm ra thí sinh được yêu thích nhất trong đêm thi vừa rồi bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên hai vị khán giả may mắn để nhận được những phần quà rất hấp dẫn từ chương trình. Mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng. Và xin mời chị cùng lựa chọn vị khán giả may mắn trong đêm vừa rồi ạ. Vâng, và số điện thoại đầu tiên 0164-928-6336. Xin được nhắc lại 0164-928-6336. Và bây giờ sẽ là vị khán giả may mắn tiếp theo. Xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0919-337-342. Xin được nhắc lại 0919-337-342. Và xin chúc mừng chủ nhân của hai số điện thoại trên. Và xin chúng ta hãy cùng liên lạc đến Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại 0838-222-517 để xác nhận số điện thoại và nhận món quà may mắn này nhé. Xin cảm ơn Hạ Trâm. Và một lần nữa Thanh Ngọc xin được chúc mừng hai vị khán giả may mắn đã đồng hành với cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình 2012. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thành viên của ban giám khảo cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình 2012. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy.
nhạc sĩ Việt Anh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta hãy dành ít thời gian để tìm hiểu thể lệ thi của vòng chung kết tiếng hát truyền hình 2012 quý vị nhé. Trong 4 đêm thi của vòng chung kết, cả 8 thí sinh buộc phải lần lượt trải qua đủ 4 dòng nhạc: truyền thống cách mạng hay hát về biển đảo quê hương, dân ca hay mang âm hưởng dân gian, nhạc trẻ hay một bài hợp sở trường mình nhất được thể hiện theo phong cách mộc. Tuy nhiên, trình tự thể hiện các ca khúc này là do thí sinh toàn quyền quyết định tùy theo chiến lược của mình để tạo hiệu quả bứt phá cao nhất. Điểm số được công bố ngay sau mỗi phần thi, thứ hạng tạm thời được cập nhật cuối mỗi đêm thi để khán giả biết 3 thí sinh nào nằm trong nhóm tự tin, 2 thí sinh nào nằm trong nhóm cố gắng và 3 thí sinh nào nằm trong nhóm nỗ lực. Cuối 4 đêm thi, sẽ còn lại 4 thí sinh bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng. Trong đó, 3 thí sinh thuộc nhóm tự tin và 1 thí sinh thuộc nhóm cố gắng là thí sinh thứ 4 hay thứ 5 nhận được sự bình chọn cao hơn từ khán giả. Cơ cấu giải thưởng chính thức của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Giải nhất 100 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, giải ba 40 triệu đồng, giải tư 20 triệu đồng, 4 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Các giải nhất, nhì, ba, tư và khuyến khích còn nhận được phiếu sử dụng dịch vụ và sản phẩm tại Khơ Thị Beauty and Spa trị giá lần lượt như sau: 50 triệu đồng, 30 triệu đồng, 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ dành cho thí sinh hát dòng nhạc truyền thống cách mạng và biển đảo quê hương xuất sắc nhất, thí sinh hát dòng nhạc dân ca mang âm hưởng dân gian hay nhất, thí sinh hát dòng nhạc trẻ hay nhất, thí sinh thể hiện tốt nhất với phong cách mộc. Và thưa quý vị, như chúng ta cũng đã thấy, với thể lệ dự thi như thế thì các thí sinh của chúng ta phải là đấu trí và suy nghĩ rất nhiều để có một chiến lược dự thi tốt nhất. Và ngoài sự nỗ lực của các bạn ấy thì rất cần sự ủng hộ từ phía tất cả quý vị. Vì thế hãy nhiệt tình ủng hộ các bạn ấy bằng cách tiếp tục nhắn tin quý vị nhé. Hãy đồng hành với cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh đầu tiên trong đêm nay. Bắt đầu từ 21 giờ mỗi tối thứ sáu, tổng đài nhắn tin 8483 sẽ chính thức tiếp nhận tin nhắn bình chọn cho các thí sinh. Việc bình chọn này sẽ kéo dài đến hết 20 giờ 30 tối thứ sáu của tuần kế tiếp. Để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất, soạn tin nhắn THTH khoảng trắng mã số thí sinh gửi đến tổng đài 8483. Giải thí sinh được yêu thích nhất mỗi đêm thi được công bố ngay đầu của đêm thi kế tiếp. Sau đêm chung kết 4, thí sinh nào ở vị trí thứ 4 hay thứ 5 nhận được tổng số bình chọn cao hơn từ khán giả sẽ nhận được chiếc vé cuối cùng có mặt trong đêm chung kết xếp hạng. Tham gia nhắn tin, quý vị khán giả có cơ hội là một trong hai khán giả may mắn nhận được 3 triệu đồng tiền mặt hàng tuần.